Tử Vi tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, tháng 1 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Lộc Tài. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hành thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý anh chị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trên thế gian này, mỗi sinh mệnh là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại có cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Và trong chương trình ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình của những gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 sẽ diễn ra như thế nào, chi tiết cát hung nạp vận ra sao trong tháng 1 âm lịch. Hãy cùng theo dõi nội dung chương trình ngày hôm nay để có thể nhận được lời khuyên tới từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu. Đặc biệt là trong tháng này, Thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mồ mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiển thị trên màn hình. Và ngay bây giờ, kính mời anh chị và các bạn sẽ cùng theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên là tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2021. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1 năm 2021 âm lịch, tức là từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 cho tới ngày 12 tháng 3 năm 2021 dương lịch. Tháng canh dần có nạp âm là tùng bách mộc, tháng dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục. Xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi, tuyệt dậu. Đối với những người tuổi Ất Tỵ trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần tránh những ngày sau đây. Đầu tiên là ngày âm lịch ngày 9 tháng 1 năm 2021, tức là ngày 20 tháng 2 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi. Thứ hai là ngày âm lịch ngày 21 tháng 1 năm 2021, tức là ngày 4 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh tài lộc, tình duyên, các gia chủ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang theo vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Ất Tỵ trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Đầu tiên là ngày âm lịch ngày 6 tháng 1 năm 2021, tức là ngày 17 tháng 2 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Bình Thân, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch ngày 18 tháng 1 năm 2021, tức là ngày 1 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc có liên quan tới xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn nếu tiến hành vào những ngày này đều sẽ hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cũng cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ và tên, cộng ngày tháng năm sinh và số điện thoại. Hoặc anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thứ hai là tổng quan tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 1 âm lịch. Canh dương kim, cập thị âm hỏa nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thần khắc xuất.
Trong tháng này, những gia chủ tuổi Tỵ cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Để may mắn thuận lợi hơn trong công danh tài lộc, quý gia chủ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo dùng để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ ba là sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ. Trong tháng 1 âm lịch, bản mệnh thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng tới sự nghiệp. Bạn rất dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, khiến cho quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng tới chất lượng và hiệu quả công việc. Hơn nữa, bạn lại là người không giỏi quản lý và thường làm mọi thứ một cách vội vàng. Bạn luôn tự đẩy mình vào ngõ cụt và làm việc không tốt, thậm chí còn bị người khác hiểu lầm dù đã nỗ lực rất nhiều. Do đó, bạn nên hết sức mình, thận trọng, dù bạn có làm gì, hãy để mắt tới những nhân vật đố kỵ xung quanh. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Ất Tỵ hãy sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ năm là tài lộc của tuổi Ất Tỵ. Tử vi cho thấy tài lộc là điểm sáng trong vận trình của người tuổi Ất Tỵ trong tháng 1 âm lịch này. Mặc dù công việc không được tốt nhưng bạn vẫn có được nguồn thu nhập ổn định. Chính kinh nghiệm và may mắn đã đem tới cho bạn những khoản đầu tư với lợi nhuận cao. Tuy nhiên, cũng chính do tính cả nể, hào phóng của bạn nên đã cho người khác vay tiền mà không cần tính toán. Bạn cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan tới tiền bạc. Những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mình đang phụ trách, tránh gây sai sót ảnh hưởng tới tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Còn với những người làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết sức mình nên chắc chắn thu nhập không thể nào ít được. Để may mắn và thuận lợi, những gia chủ tuổi Ất Tỵ hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ năm là tình cảm và gia đạo của tuổi Ất Tỵ. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường gây ít nhiều ảnh hưởng tới chuyện tình cảm trong tháng 1 âm lịch này. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia khiến đôi bên trở nên xa cách và thiếu đi sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi thuộc về ai đi chăng nữa. Ngoài ra trong tháng này, gia đình bạn sẽ có chuyện vui, có thể là lễ cưới của con cái hoặc một chuyến du lịch đi xa. Đây là cơ hội để gia tăng cải thiện tình cảm gia đình, cải thiện thêm mối quan hệ của bạn với các thành viên trong gia đình. Để chuyện tình cảm diễn ra theo ý mình, các gia chủ tuổi Ất Tỵ hãy mang theo bên mình vòng tam giác khai vận của phong thủy lồng tay. Đây là vật phẩm đã được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quỷ nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ sáu là sức khỏe của tuổi Ất Tỵ. Đối với gia chủ Ất Tỵ sinh năm 1965, tử vi tháng này khuyên bạn nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc cộng thêm tuổi đã không còn trẻ khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi, ảnh hưởng tới tâm trạng và giấc ngủ của bạn. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch trình sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới vui khỏe, mạnh mẽ được. Bạn cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ tâm thể thanh tịnh, thoải mái. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Ất Tỵ hãy mang theo bên mình vòng tam giác khai vận Tỵ Dậu Sửu. Vòng tam giác khai vận của phong thủy lộc tài đã được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quỷ nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề tránh cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ và tên, cộng ngày tháng năm sinh và số điện thoại.
hoặc anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.